Xúc động câu chuyện con gái Phi Nhung nhắc về mẹ, vẫn giữ điều này với đấng sinh thành. Dòng chia sẻ của con gái Phi Nhung đã nhanh chóng chạm tới trái tim đồng cảm của khán giả. Dường như con gái Phi Nhung vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất mẹ, cô luôn hoài niệm với những kỷ niệm cùng mẹ. Mới đây, trên trang cá nhân Wendy đăng tải dòng trạng thái khiến ai đọc xong cũng phải rưng rưng. Cô viết, sáng sớm gửi hình cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đó? Con đang trên đường đi làm. Hôm nay con gái của mẹ đẹp quá. Mẹ đang trên đường đi hát tiếp. Mẹ nhớ ăn uống đàng hoàng nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Con lái xe cẩn thận nhé. Thương con. Có thể thấy, dù mẹ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi nhưng Wendy vẫn giữ thói quen thông báo mọi hoạt động thường ngày tới mẹ. Dòng chia sẻ trên đã nhanh chóng chạm tới trái tim đồng cảm của khán giả. Phía dưới bài viết, mọi người để bình luận động viên tới Wendy như: cố gắng lên con, mẹ Nhung luôn dõi theo con mà. Chúc con cùng gia đình mình luôn mạnh khỏe và bình an. Wendy trên cả tuyệt vời, lúc nào cũng nhớ về mẹ. Mẹ là tất cả, mẹ là biển cả, mẹ là cả bầu trời. Mẹ Nhung rất hãnh diện về con, chúc con mọi việc suôn sẻ. Cố gắng lên con, mẹ con ở trên thiên đàng luôn dõi theo con và che chở cho con. Nghe Wendy tâm sự cùng mẹ mà nhói lòng. Thương hai mẹ con nhiều lắm, chắc chắn mẹ rất vui khi gia đình con bình an và hạnh phúc. Thương hơn chữ thương. Chúc con luôn bình an và hạnh phúc nhé. Gửi lời chúc mừng tháng 4. Sự ra đi của nghệ sĩ Phi Nhung không chỉ người thân, bạn bè mà toàn thể người hâm mộ đau xót. Cho đến hiện tại, khán giả chưa tin rằng nữ ca sĩ đã ra đi mãi mãi. Mặc dù đã về thế giới bên kia nhưng hình ảnh và giọng hát của ca sĩ Phi Nhung luôn ở trong tim người hâm mộ, bạn bè và người thân.